chào mọi người ạ. Rất vui khi hôm nay được gặp lại mọi người trong livestream của phòng khám chuyên khoa ung bướu Thái Nguyễn Clinic ạ. Hôm nay thì tiếp tục là một ca đang bác sĩ Thái đang trực tiếp thực hiện thủ thuật khoét chóp cổ tử cung. Trường hợp hôm nay thì chị khách hàng em năm nay 29 tuổi, đến từ thành phố Hải Dương ạ. Chị đến với phòng khám để thực hiện thủ thuật khoét chóp cổ tử cung sau khi thăm khám bị viêm nội tuyến cổ tử cung độ 2 ạ. Có một điều rất đặc biệt đến từ chị khách này, đấy là chị thì không thực hiện sàng lọc và thăm khám bên em, mà chị khám tại một cơ sở y tế khác. Tuy nhiên lại rất tin tưởng và đến với bác sĩ Thái để bác sĩ Thái thực hiện thủ thuật này ạ. Bây giờ thì em sẽ nhờ chị đấy chia sẻ một chút nhé. Dạ em chào chị ạ. Vâng, bây giờ thì chị có thể chia sẻ giúp em cảm giác ngay bây giờ của mình là có thấy khó chịu hay là đau đớn gì không ạ? Bình thường. Dạ vâng, thực hiện thủ thuật này thì cũng nhanh thôi, khoảng tầm 15 phút thôi chị ạ. Hiện tại chị thấy bình thường đúng không ạ? Không có gì khó chịu đúng không ạ? Dạ vâng. Hơi hồi hộp một tí thôi đúng không? Vâng. Dạ, chị có thể chia sẻ cho mọi người biết một chút là tại vì là chị không thực hiện khám tại nhà em ấy, nhưng mà tại sao chị lại tin tưởng và đến với bọn em để thực hiện thủ thuật này ạ? Cô chị làm à? Cô chị làm ở đây làm. Cô chị trước làm từng thực hiện thủ thuật này ở đây rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Nên là mình cũng đã có sự tìm hiểu và rất tin tưởng bác sĩ rồi mới đến đây để thực hiện đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Rất cảm ơn sự tin tưởng này của mình ạ. Thế chị có thể cho em biết một vài triệu chứng của mình khi mà trước khi đi khám không chị? Triệu chứng ra nhiều khí hư. Dạ, ra nhiều khí hư đúng không chị? Dạ vâng, khí hư thì số lượng nhiều và có mùi hôi không ạ? Cũng có một chút. Cũng có lần có lần không đúng không ạ? Đúng. Dạ vâng. Dạ khí hư bất thường thì đây là một dấu hiệu cảnh báo khá nhiều bệnh lý phụ khoa ấy ạ. Khí hư hay còn gọi là dịch tiết âm đạo có vai trò duy trì cân bằng pH khu vực vùng kín ạ. Thông thường thì sẽ xuất hiện khí hư, phụ nữ sẽ xuất hiện khí hư khi bước vào tuổi dậy thì và giảm dần ở độ tuổi mãn kinh. Tùy vào từng người thì từng thời điểm mà lượng khí hư tiết ra ở mỗi người là khác nhau. Ví dụ như là giai đoạn trước khi rụng trứng, khi mà thời điểm tăng ham muốn tình dục thì lượng khí hư sẽ tiết ra nhiều hơn ạ. Một khí hư bất thường thì chúng ta có thể nhận biết qua các dấu hiệu như là màu sắc, tính chất và số lượng ạ. Màu sắc của khí hư thì phản ánh một số nguyên nhân và tình trạng phụ khoa hiện tại. Ví dụ như là khí hư màu nâu thì có thể là dấu hiệu mang thai ở thời kỳ đầu, rối loạn kinh nguyệt hoặc là triệu chứng của ung thư cổ tử cung, nội mạc tử cung. Khí hư màu vàng hoặc xanh thì có bọt nóng rát khi đi tiểu thì có thể là dấu hiệu cảnh báo đang bị nhiễm trùng roi âm đạo. Khí hư màu trắng sền sệt thì thông thường khí hư sinh lý sẽ có màu trắng, nhưng nếu dịch âm đạo sền sệt kèm theo tình trạng sưng, ngứa, đau âm hộ thì có thể là có, đấy là dấu hiệu của việc bị nấm ạ. Cái này thì mọi người nên theo dõi và đi khám định kỳ phụ khoa hàng năm nhé. Và nên lựa chọn các cơ sở y tế đáng tin cậy để có thể thăm khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ của mình ạ. Dạ hiện nay thì bác sĩ đã thực hiện xong thủ thuật rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Rất nhanh chóng thôi ạ. Thủ thuật khoét chóp cổ tử cung thì chỉ được thực hiện diễn ra trong khoảng tầm từ 10 đến 15 phút thôi ạ. Thông qua mỗi livestream này thì em rất mong là các chị, các bà, các cô đang xem livestream có thể để lại tương tác, câu hỏi hay thắc mắc, bất kỳ một thắc mắc gì để lại cho bác sĩ để bác sĩ có thể đọc giải đáp và có thể là em sẽ lên lịch để bác sĩ livestream giải đáp các thắc mắc của mọi người. Đặc biệt là đối với các cô, các bác, các chị đang ở xa không thể đến trực tiếp phòng khám được ạ. Mọi câu hỏi thì mọi người có thể để lại ở dưới phần comment của livestream này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage phòng khám chuyên khoa ung bướu Thái Nguyễn ạ. Chị ơi, bác sĩ thực hiện xong cho mình rồi đấy ạ. Bác sĩ có đặt vào trong đấy hai cái gạc. Hai cái gạc nhá. Khoảng tầm 24 tiếng thì mình sẽ rút hai gạc ra nhá. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi livestream của phòng khám chuyên khoa ung bướu Thái Nguyễn ạ. Hẹn gặp lại mọi người livestream tiếp theo nhá.